cái gương mặt của anh ấy đầy quyết tâm, tức là anh ấy bước vào sân với một cái gương mặt như kiểu bước ra sàn đấu ấy. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì anh ta cũng chả làm được cái gì. Cái gương mặt của anh ấy đầy quyết tâm, tức là anh ấy bước vào sân với một cái gương mặt như kiểu bước ra sàn đấu ấy. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì anh ta cũng chả làm được cái gì ghê gớm cả. Và em nghĩ rằng là chưa biết là Erik Ten Hag có đi hay không, nhưng những cái phương án kiểu như Antony sẽ phải được giải quyết ngay lập tức để khiến cho thứ nhất là Man United thu được tiền để làm một cái điều gì đó, mặc dù chắc chắn sẽ lỗ rất to luôn. Và cái điều thứ hai là giải quyết những cái mâu thuẫn trong vòng thay đồ. Bởi vì rất nhiều những cái câu chuyện được phát ra từ truyền thông Anh cho rằng là có rất nhiều người không hài lòng với chuyện những người có phong độ kém như Antony là vẫn được sử dụng. Thì đúng, luôn luôn là như vậy mà. Vâng. Bởi vì là cái chuyện này ấy, thì nó là một cái chuyện mà trong một cái thời điểm nào đó ở một đội bóng mà nó không đạt được kết quả tốt ấy, thì luôn luôn có một cái sự gọi là mâu thuẫn nào đó, sự không hài lòng của ai đó. Tại sao tôi tập tốt thế này nhưng mà tôi không được đá? Chuyện ấy luôn luôn xảy ra ở bất cứ một nơi nào trên cái thế giới này. Em ra là với trường hợp của một đội bóng đang nhiều cái rối ren như MU thì việc đó nó đương nhiên nó sẽ xuất hiện rất nhiều. Việc mà bán Antony thì có lẽ có thể nó xảy ra và có lẽ nó sẽ lỗ. Nhưng anh nghĩ là MU sẽ có nhiều cách để gỡ lại với cái bản hợp đồng của Greenwood với lại Sancho chứ. Vâng. Đúng không? Họ hoàn toàn có thể bán hai con người đấy để thu về đâu đó khoảng loanh quanh cỡ 100 triệu. Tuy nhiên đấy cũng là những cái dự án, ví dụ nhất là Jadon Sancho chắc chắn là lỗ rồi, nhưng dù sao nó cũng là vớt vát lại. Vớt vát lại chứ, bởi vì cái lương của Jadon Sancho thì dù sao nó phần nào đó đã được Dortmund trả, phần nào nhé, không phải tất cả, đúng không? Và nếu như mà thành tích của Jadon Sancho với cả Champions League này mà ổn đến mạng chung kết là rất ổn rồi, nhưng mà nếu mà vô địch là còn thu được cả đống tiền nữa. Thế thì anh nghĩ là cũng sẽ bán những người như Antony nếu như mà cái phương án đấy nó không được người mới đến chờ đợi xây dựng cái kế hoạch có Antony thì nghĩ là bán thôi. Em nghi lắm là Man United đang chờ một huấn luyện viên đang làm việc ở một đâu đó chứ không phải là một người ngồi ở đâu đó để chờ. Ví dụ nó có thể là Gareth Southgate sau khi mà Euro kết thúc, hoàn toàn có thể, bởi vì thấy bảo là mối quan hệ giữa Sir Tim Ratcliffe và Gareth Southgate rất tốt. Cũng có thể là trường hợp của những Thiago Motta đang làm ở Bologna hay là Simone Inzaghi làm ở Inter Milan. Hoàn toàn có thể là những trường hợp đó. Còn những người đang ngồi chơi xơi nước kiểu Mourinho, Conte, đúng không ạ? Graham Potter, tất cả mọi thứ em nghĩ không phải. Nếu mà những người đấy thì đã có thể là có một cái quyết định gì đó từ ban lãnh đạo của câu lạc bộ rồi, bởi vì nhìn cái cách mà họ thưởng thức trận đấu ấy, em chưa thấy một nụ cười nào cả. Chưa thấy một nụ cười nào của Sir Tim Ratcliffe cả. Anh không, thứ nhất là về Erik Ten Hag thì anh tin gần như đến 99% là ông ấy sẽ phải thôi. Van der Beek có phải là tiền vệ box to box hay nhất thế giới vào lúc này hay không? Theo quan điểm của anh. Anh nghĩ rằng là cái chữ hay nhất thế giới là một cái thứ nó rất là khó để xác định, nhưng anh thừa nhận một điều rằng, phải công nhận một điều rằng là Valverde là một trong những cầu thủ hay nhất với vai trò đó. Bởi vì chúng ta thử hình dung là trong suốt cả một cái quá trình anh ấy chơi cho cả đội tuyển Uruguay cũng như là câu lạc bộ Real Madrid ấy, thì anh ấy duy trì được một sự ổn định như thế nào. Và hãy nhìn cái cách đặt vấn đề của Carlos Ancelotti khi mà nói về Valverde. Ông ấy cá với cả Valverde rằng là mùa giải ấy, là Valverde sẽ ghi được trên 10 bàn thắng. Và thực tế là Valverde đã làm được. Vâng. Đấy, và cái yếu tố đấy nó đến từ cái phong cách chơi, về cái năng lực thể hiện của Valverde, công thủ toàn diện. Và chính đó là những cái chi tiết nó rất quan trọng khiến cho người ta luôn luôn nhìn Real ở một cái tầm nhìn nó khác. Nó không phải chỉ là Rodrigo hay Vinicius, nó không phải là sự bổ sung của Jude Bellingham, mà cái sợi dây kết nối giữa thế hệ trước với thế hệ đương đại của Real Madrid chính là Valverde. Valverde đá cùng với Toni Kroos, với cả Modric, với Casemiro cả bao nhiêu năm trước. Vâng. Mà cho đến giây phút này anh ấy vẫn ở lại, mà anh ấy là người ở cái tầm mà chúng ta hiểu được rằng là vẫn đang sung mãn, vẫn đang là đỉnh cao. Trong khi tất nhiên là Luka Modric hay là Toni Kroos là bắt đầu là trận có trận không rồi. Vẫn hay, nhưng hay theo cái kiểu là của cái người để bù đắp, để nó không phải đội hình chính nữa, thì Valverde vẫn làm được cái việc đó. thì cái tầm đấy nó ảnh hưởng nó rất là rõ như nào. Và những cái phương án chiến thuật của Real Madrid ấy, nó có một phần rất quan trọng bởi Valverde, không phải chỉ là cái vấn đề là tính khả năng kiểm soát, khả năng phòng thủ, khả năng giành giật trái bóng và cái phương án tấn công. Em thấy là quả phản công nhá, ngày xưa Valverde đá quả phản công là còn có khi còn hay hơn cái tầm mà Rodrigo với Vinicius đá. Chính xác. Đấy. Và sau này ấy, thì có thể nó lại được điều chỉnh. Khi mà các bạn trẻ kia bạn phản công hay rồi thì cái việc là tuyến hai mình giữ lại, đúng không ạ? Những cái quả bóng sống như hôm vừa rồi, những mấy hôm vừa rồi đá thì nó thật đấy là nó phải là chuẩn, không phải chỉnh, không phải chê cái gì cả, đến đấy lắp vào đá là chết. Vâng. Thì anh nói thật, đấy chính là thứ tiêu chuẩn. Và đôi khi mọi người ta cứ nói về rất nhiều những người khác, về những cái danh hiệu lớn, nhưng mà Valverde mới chính là người hùng không thầm lặng, nhưng rõ ràng đó là một phần mất sức cực quan trọng. Và đó chính là cái lý do mà cái đội bóng này ấy, nó duy trì được cái tính ổn định rất là cao. Em thấy họ có xáo trộn lực lượng mấy đâu. Bao giờ cũng thế, đến một cái mùa giải người ta hỏi Carlos Ancelotti là mua ai, mua này ông rất bình thản. Tức là bộ khung nó tốt như thế thì mua cái gì? Trẻ lên là trẻ mà từ Vinicius với cả Rodrigo đã dùng đến 3-4 năm nay thì còn gì nữa. Thế thì có cái vấn đề gì đâu, cứ thế mà đi. Rõ ràng là tiền vệ luôn là một cái điều rất là quan trọng trong bất cứ một hệ thống nào của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đúng không ạ? Trước đây ở AC Milan cái thời hoàng kim của họ năm 2006-2007, Seedorf cũng chơi cực kỳ chất lượng. Nói cái chuyện đấy thì anh phải lại nói lại thế này này, vì cách đây mấy hôm thì là có một cái câu chuyện mà hôm nọ anh như chúng ta nói, hay là chính chúng ta nói ở chỗ vòng quay châu Âu, nói về Carlo Ancelotti, vị trí của Carlo Ancelotti, đúng không? Tức là lên đội tuyển ông ấy đá không lên nhiều bằng những người khác, nhưng ông vẫn là một tuyển thủ Ý. Ở Milan thì đương nhiên ông phải là đá chính, nhưng cái vai trò của ông ấy trong cái giai đoạn đấy thì khi lúc ấy ông cũng bắt đầu hơi cứng tuổi rồi. Đấy, nhưng và ông ấy nghỉ thi đấu sớm, tương đối sớm, ở đâu đó khoảng 32 tuổi, là 33 tuổi, thời điểm đấy là người ta hay nghỉ rồi. Vâng. Và chuyển sớm trong công tác huấn luyện, làm trợ lý cho Saki, đúng không? Vâng. Vấn đề là trong một đội bóng nó luôn luôn cần có những con người như vậy. Cái tính ổn định của người ta mới là cái quan trọng. Vâng. Đấy, có thể không phải là những cái bùng nổ, nhưng từ cái yếu tố gắn kết toàn đội, từ cái yếu tố chiến thuật mà các huấn luyện viên muốn dựa vào, kể cả phòng thủ, kể cả phối hợp, cũng như là cả những tình huống ghi bàn. Carlo Ancelotti đương nhiên không phải là cái mẫu tiền vệ mà xu hướng lên ghi bàn rất nhiều, nhưng nó là một cái nền tảng. Thì cái cách ông ấy xây dựng các đội bóng của ông ấy, hầu hết đều có những nhân vật như thế. Tiền vệ luôn luôn rất là chắc, đá rất là chắc, và cần phải có những cái người mà luôn luôn là củng cố cho cái khu đấy, nó phải cực kỳ cứng. Còn cái phong cách của Pep thì lại kiểu là một cái người ở trung tâm, xong rồi đá cũng giống như cái kiểu của thì bản thân ông ta ngày xưa đá như thế mà. Đúng rồi, cũng kiểu như thế. Thầm tóm lại là ông ấy đã đá mà mặc dù ông ấy đá đáy nhưng không phải là chia bài. Vâng. Nhưng mà Carlo Ancelotti đá chưa chắc cái người đá đáy ở đấy là không cần phải là người chia bài đâu. Vâng. Nhưng ông phải đá chắc thôi. Vâng. Đấy thì nó là phong cách của khi ông đá bóng là như vậy, thì bây giờ ông đem vào một trận đấu là cũng bình thường thôi. Vâng, bạn Ken Pro này, có chuyện nhà cái nhúng tay vào bóng đá hay không hay anh? Cái chuyện đấy thì em nên hỏi nhà cái, không nên hỏi anh. Rất là khó để chúng tôi có thể trả lời một câu hỏi.